Vâng, nội thất xe xin chào các bạn. Hôm nay nội thất xe sẽ giới thiệu với các bạn chiếc tủ K3, hay gọi là tủ sắt K3, có kích thước là chiều ngang là 1m, chiều cao là 1m8, sâu là 45cm. Đây là tủ sắt các bạn nhé. Tủ này đã được hàn liền rất chắc chắn, trên là kính và dưới là cánh kín. Để tôi sử dụng cho bạn xem nhé. Mở khóa này, mở cửa này. Bạn lưu ý ở đây phần này nó có chốt để mở. Đấy, các bạn xuống mở ra. Đó, tổng quan đấy các bạn nhé. Bên trong có các đợt để tài liệu, bên dưới này có khóa. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua tủ xin liên hệ số điện thoại là 0912 554 668 0912 593 22 để xem thêm các sản phẩm. Quý vị các bạn có thể truy cập vào trang web là bancho sắt.com, bancho sắt.com. Chào quý vị và các bạn.